Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Lato AZ. Và đây là số hỏi đáp thứ 28 với review không đeo kính và mình đeo kính. Các bạn có thể sẽ rất là bất ngờ bởi vì là trong một tuần mà chúng ta lại có tận 2 video hỏi đáp. Trước đây chúng mình thường sẽ chỉ có một video hỏi đáp và up vào sáng thứ bảy hoặc là chủ nhật hàng tuần thôi. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua, kênh Lato AZ của chúng ta nhận được rất là nhiều lượt đăng ký, nhận được vô vàn là các câu hỏi. Chính vì vậy là nếu như mà chỉ là một video thôi thì sẽ không đủ để giải đáp các thắc mắc một cách chi tiết cho các anh em. Chính vì vậy thì chúng mình đã, nếu như mà những tuần nào mà có quá nhiều câu hỏi, chúng mình sẽ chia làm hai số hỏi đáp và up vào khoảng giữa tuần hoặc là đầu tuần để tránh cái tình trạng gọi là quá tải và có thể giải đáp các câu hỏi của anh em một cách cặn kẽ và tận tình nhất, đủ nhất, tránh trường hợp là chúng ta bị thiếu. Chính vì vậy là nếu như mà anh em có câu hỏi hay thắc mắc nào, hoàn toàn có thể comment ở bên dưới phần bình luận, comment nhiệt tình vào và chúng mình sẽ giải đáp hết cho anh em và sẽ cố gắng là không để sót bất kỳ một câu hỏi nào vì chúng mình rất thích giúp em trả lời những câu hỏi mà. Và hãy comment vì nó miễn phí và chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên để không làm mất thời gian các bạn nữa nhé. Ok, câu hỏi đầu tiên của bạn Tuấn Anh Nguyễn Xuân, cho em hỏi là con ROG G15 i7 10750H GTX 1650 Ti thì trụ được mấy năm nữa? Nếu mà để làm văn phòng thì chắc là 10 năm nữa thì chưa lỗi thời. Thật sự là làm văn phòng thì nó 10 năm nữa không có lỗi thời thật. Nhưng với việc chơi game nhá. Mua gaming thì phải chơi game chứ. Ông trả lời vớ vẩn nhỉ. Thì chơi game thì ok, chơi game thì chơi game eSports thì nó vẫn sẽ vô tư trong khoảng 5 năm nữa. Có thể 6 năm nữa. 5 6 năm nữa rất là vô tư. Nhưng mà để chơi game nặng thì chắc đến năm nay còn không trụ được nữa rồi. Tại vì là 1650 Ti nó cũng chỉ là một cạc ở phân khúc thấp thôi. Để anh em chơi ở setting medium thì chơi được. Còn nếu mà chơi setting high, muốn kéo full setting lên thì không, rất là khó. Thế ví dụ như là tôi muốn chơi game 3A chẳng hạn mà tôi chỉ chơi khoảng low hoặc là medium thôi thì chơi được. Tầm khoảng mấy năm nữa thì nó sẽ lỗi thời? Có thể gọi là khoảng 3 năm nữa. Ví dụ nhá, như là Cyberpunk 2077 năm bay bắt đầu ra mắt nhưng mà 16GB 1650 mà bắt đầu chơi các cảm giác quẻ quạt ở mức setting very low thì chứng tỏ là khoảng 2 đến 3 năm nữa thôi, khi mà engine các game nó lại được đẩy mạnh thêm về cấu hình, về đẩy mạnh thêm về đồ họa nữa thì chắc chắn là sẽ vất vả cho 1650 Ti. Và cả đồ họa mới tới của Nvidia sử dụng kiến trúc Alpha nó sẽ có kiến trúc rất là mạnh và hiệu năng rất là mạnh, anh em nên hóng chờ những phiên bản cả tiếp theo. Và với tổng kết câu hỏi của bạn là G515 trụ được khoảng mấy năm nữa thì mình nghĩ là với chơi game eSports 6 năm, với game nặng thì khoảng 2 năm nữa, với văn phòng 10 năm. Và đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn. Bạn nào quên mất của bạn là Tuấn Anh Nguyễn Xuân. Ok, cảm ơn bạn Tuấn Anh Nguyễn Xuân và bạn Duy. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai của bạn Sini. Anh ơi, cho em hỏi là Asus F15 và MSI GF63 thì nên chọn con nào ạ? Và giá của Asus F15 còn bao nhiêu ở laptop AZ? Cho em hỏi là em có tầm 21 triệu quay đầu thì nên mua laptop gaming nào là ok nhất với học công nghệ thông tin được anh? Ok, với câu hỏi của bạn thì mình sẽ chắn sẽ chọn F15 luôn. Tại vì GF63 nó chỉ mỏng nhẹ hơn một chút thôi, nhưng mà chúng ta phải đánh đổi tương đối nhiều thứ về mặt hiệu năng cho đến là chất lượng hoàn thiện của chiếc GF63 nó yếu hơn cơ, mình không hiểu tại sao. Nhưng nói chung là với tầm nhìn này mình sẽ chọn F15. Và F15 hết mức giá hiện tại của sản phẩm này là khoảng 19.890.000. Nhưng duy nhất qua video này bạn sẽ được giảm giá 300.000 với mã giảm giá AZ300. Hãy tham khảo Lotto Z. Và ngoài ra thì bạn có hỏi câu là 21 triệu quay đầu thì mua laptop gaming nào đọc ok nhất và công nghệ thông tin, thì mình sẽ chọn chiếc IdeaPad Gaming 3 luôn. Tại vì là IdeaPad Gaming 3 có bàn phím tốt, gõ code rất là ngon, thường chơi game tốt. Lenovo Legion 5. Còn là 21 triệu bạn có thể nhích lên khoảng 500 nữa là chúng ta chọn được Legion 5 luôn, bản cơ bản đấy, với mã giảm giá AZ300 nhé. Thế nên là có thể tham khảo Legion 5 nếu mà chúng ta có số tiền nhích lên khoảng 500 nữa thôi. AZ300 giảm được 300.000 nhưng mà rất là lợi luôn. Còn tiếp theo, còn thứ 3 của bạn Nhật Quang Võ, Acer ViewBook A515 với MSI Bravo 15 thì máy nào học thiết kế vừa chơi game ngon vậy, ngoài tầm 18 triệu chính hãng có máy nào giống vậy không? Hai chiếc máy này hình như bạn Nhật Quang Võ trong video gần đây bạn cũng hỏi về Asus ViewBook A515 rồi. Hai chiếc máy này của chúng ta thì thuộc về hai trường phái khác nhau. Một chiếc là chiếc Ultrabook văn phòng này, còn một chiếc MSI Bravo 15 là một chiếc gaming. Chính vì vậy là nếu mà nó sẽ kiểu phù hợp với cả hai ấy, nó phù hợp với cả hai nhưng mà có mỗi con nó mạnh riêng một kiểu. Thế nên là để so sánh ấy, với cái nhu cầu của bạn thì mình nghĩ là chọn thừa hơn thiếu, chọn Bravo 15 nó vẫn sẽ hợp lý. Nhưng mà trong tầm giá hai em này nhá, mà anh em mà bạn cần là 18 triệu chính hãng thì có IdeaPad 5. Nhưng mà thực sự mà nói 18 triệu mà nếu bạn mua hàng sách tay vẫn được bảo hành 12 tháng ấy, thì bạn chọn IdeaPad Slim 7 19.890. Nó đỉnh của chóp, nó có màn hình tốt hơn, nó có chất lượng hoàn thiện, nó cực kỳ tốt trong tầm tiền 18-19 triệu. Mình vừa mới khai quật ra chiếc máy này xong và mức giá nó thực sự ngon.
cái những cái sản phẩm, những cái gì mà Adipass Slim 7 nó mang lại nó cực kỳ tốt trong dòng tiền. Mình khuyến cáo bạn lấy Adipass Slim 7 mặc dù là sách tay nhưng nó vẫn rất ngon. Nếu mà bạn ngại sách tay thì có thể mua chính hãng với chiếc Adipass 5 cũng được. Đó là một sự lựa chọn hợp lý. Đó là câu trả lời mình. Hoặc là 18 triệu thì lấy ZenBook Q407iQ. ZenBook Q407iQ cũng là một sự lựa chọn tốt cho cả nhu cầu chơi game lẫn học thiết kế. Có màn hình phủ màu đẹp. Đó là câu trả lời bọn mình cho khỏi bạn Nhật Quang Võ. Hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ tìm được khoảng 3 đến 4 mẫu để tham khảo nhé. Câu hỏi thứ tư của bạn Thịnh Trần. Có nên mua HP Omen 2020 AMD không hay là đợi Asus Tù Gaming A15 2021 ạ? Nhu cầu là cốt làm hình ảnh và video nặng. A15 2021 mình nói thật là không nên chờ. Có một vài lý do như sau, tại vì A15 2021 sẽ được update cấu hình RTX 3060, 3070 hay là như nào đấy. Mức giá của sản phẩm A15 nó sẽ vào khoảng 33 triệu, 32 triệu cho dòng sản phẩm ở mức RTX 3060 trung bình. Và nó sẽ đắt hơn HP Omen. Chắc chắn luôn. Nhưng mà nó là chính hãng nên là cũng không thể so sánh được như thế. Nhưng mà với thời điểm hiện tại và nhu cầu bạn là nhu cầu cốt là hình ảnh là video nặng, mình nghĩ là TUF A15 đáng để chờ. Tại vì nó có hiệu năng cực kỳ là vượt trội nếu mà so với Omen tại thời điểm hiện tại. Nhưng mà Omen lại có một vấn đề là nó sẽ có màn hình đẹp hơn, trong khi A15 nó... Mình nghĩ là A15 nếu mà bản bình thường thì nó sẽ là bản mà có màn hình và độ phổ màu không cao. Và khả năng ấy là cái bản 32 triệu, 33 triệu bọn mình sẽ sắp tới làm review nhá, sắp có rồi. Thì sẽ là màn hình tầm phổ màu thấp, khả năng là thế, cái này là chưa dám chắc được. Nhưng mà 33 triệu cho một chiếc RTX 3060 tại điểm hiện tại thì màn hình cũng khó để đẹp được. Thực sự là rất là khó để đẹp. Đó là câu trả lời của mình. Hy vọng là bạn sẽ tìm được một mẫu nên chờ hay không chờ. Với mình là mình sẽ chọn Omen luôn, mình không lăn tăn suy nghĩ là nhiều. A15 nó sẽ có vài bất cập. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tuân Nguyễn. Cho mình hỏi là mình có tầm 40 triệu. 40 triệu bạn ạ. Khen. Mong hai bạn tư vấn giúp mình laptop nào chơi game nặng mượt mà chơi được GTA 5 và PUBG không lag nhé. GTA 5 không lag thôi ạ. Không. Không lag ở đây thì với những người mà bỏ ra số tiền 40 triệu ấy là phải tận dụng được cả màn hình tần số quét cao nữa mới gọi là mượt. Thì 40 triệu mình cho bạn một sự lựa chọn hợp lý vô cùng là chiếc Dell Alienware 15R2 bản new 100% tại AutoZ. Mình tham khảo mức giá sản phẩm này nó rất là dễ chịu rồi và có Core i7 RTX 2060 với 16GB, dư đủ các trang bị để chơi game nó mượt luôn và 40 triệu đã mắc ping rồi. Nếu mà 40 triệu này bỏ tiền ra mua Helios 300 thì nó lại hơi hẫm, tại vì Helios 300 2020 hiện tại nó cũng có mức giá nó chỉ 32 triệu thôi, nó chưa đến 40 triệu. Và mình nghĩ là 40 triệu thì có thể tham khảo mẫu này này. Và Alienware thì nó vẫn là Alienware, vẫn là rất là tốt, nó vẫn khác bọt hơn. 40 triệu mua Alienware nó vẫn rất là khác bọt. Ok, cảm ơn bạn Duy và câu trả lời của bạn. Câu hỏi tiếp theo đi, câu hỏi thứ 6 của bạn Việt Anh Đoàn. Việc điều chỉnh tốc độ quạt gió của chiếc laptop gaming có thực sự quan trọng hay không ạ? Những chiếc máy gaming không có chế độ chỉnh quạt gió thì có thua thiệt gì không? Em cảm ơn. Chỉnh tốc độ quạt gió. Việc mà có áp chỉnh tốc độ quạt ấy, nó có thể tăng cái trải nghiệm sử dụng mình lên. Ý là mình muốn làm việc nó yên tĩnh thì mình tắt quạt đi. Mình muốn nó sẽ chủ động hơn cho mình. Nó sẽ chủ động hơn. Mặc dù là các cái máy laptop ấy thì nó thường là sẽ có cái gọi là chế độ tự động, chúng ta sẽ tự điều chỉnh cái quạt gió đấy. Tuy nhiên thì máy vẫn là máy mà, có những lúc nó không thông minh đâu. Nó sẽ có những lúc mà mình cần phải chủ động. Mình chơi game chẳng hạn thì mình chủ động bật chế độ quạt tốt lên để cho nó mạnh hơn thì nó không được. Nhưng nói chung ấy, ngày xưa khi mà mình mới bắt đầu sở hữu một chiếc Alienware 15R2 nhá, chưa có áp chỉnh quạt gió đâu. Nhưng mà tầm đấy khoảng CPU chưa 60 độ là quạt nó không chịu chạy. Đấy, cứ phải trên 60 độ bắt đầu quạt mới chạy. Thì nó vừa tiện và nó vừa bất tiện. Nghĩa là nó tiện chỗ là nó ít bụi, nhưng nó không bất tiện chỗ là nhiệt độ nó cứ cao cao một cách nó hơi khó hiểu một chút. Nhưng nói chung là không có app thì nó sẽ hơi bất tiện. Có thể ví dụ như là HP Pavilion, họ vẫn không chịu làm app chỉnh quạt cho HP của mình, không hiểu sao. Trong khi HP Omen thì đã có rồi. Và đó là... Nhưng mà chốt lại là có thực sự quan trọng hay không? Nó quan trọng với cả đa số người dùng. Với mình là nó quan trọng, còn với nhiều người có thể nó không quan trọng, nó không phải vấn đề. Có nhiều người ta mua về người ta dùng thôi, người ta chẳng quan tâm gì cả. Nếu như mà chơi game nó không quá nặng thì nó cũng không vấn đề gì, đúng không? Và việc là chơi game quá nặng thì máy nó sẽ tự động để quạt gió lên thôi. Nó cũng không có cái gì khác cả. Nói chung là có được mà không có cũng không phải vấn đề quá lớn. Đó là câu trả lời bọn mình. Ok, câu hỏi thứ 7 của bạn Minh Vương Trần. Anh ơi cho em hỏi là em học ngành tài chính marketing thì em nên mua laptop nào ạ? Em có chơi game LOL với chỉnh ảnh 2D tầm giá khoảng 20-23 triệu. Cho em hỏi là em nên lựa chọn mua laptop CPU Ryzen không ạ? Em cảm ơn. Câu hỏi này thì mình nên trả lời từ dưới lên. Nên lựa chọn CPU laptop CPU Ryzen? Có, đương nhiên nên chọn luôn. Và chỉnh ảnh 2D LOL CML và tác dụng nhẹ nhàng 23 triệu.
UM402 trong video ngày hôm nay đang ở đây, hợp lý với nhu cầu bạn luôn. Và 23 triệu mình nghĩ đây là một trong những sự lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc, với AMD 5000 series có Vega 6 được tăng xung nhịp, được tăng thêm nhân GPU. Nó chơi game rất đã và hy vọng là bạn sẽ theo dõi trên Lotto Z để xem bài đánh giá review trên chiếc Acer ZenBook UM425 này để có thể tham khảo cái máy này nhá. Và màn hình phủ màu của chiếc máy này cũng sẽ rất là đẹp để anh em nào làm với cả 2D nữa. Thì đấy là trong những sự lựa chọn của mình, và thiết kế pin cũng rất là ok, rất là trâu, và cái tính di động cũng rất là tốt, phù hợp với cả bạn học về kinh tế, marketing, design các kiểu, phù hợp cực kỳ. Và đó câu trả lời mình cho câu hỏi bạn Minh Vương Trần. Đến với câu hỏi thứ 8 của bạn Min TXT, hai anh cho em hỏi là làm thế nào để có thể ra tiền để mua laptop của hai anh ạ? Em cảm ơn, chết rồi. Chúc hai anh nhiều sức khỏe. Đầu tiên là chăm chỉ đi làm thêm như bọn mình, hoặc là tập trung học để ra trường sớm kiếm việc làm như mình, hoặc cuối cùng là 5:30 đi đánh đề để cầu may đi mua được laptop. Nói chung là câu hỏi này câu hỏi vui vui thôi, nhưng mà hy vọng là bạn sẽ nhanh chóng kiếm được tiền để mua laptop, lại laptop AZ. Mà laptop ở laptop AZ rẻ mà, một mã giảm giá AZ300 giảm trực tiếp 300.000 đồng với bất kỳ mẫu máy nào mua tại laptop AZ. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các chương trình khuyến mãi, ví dụ như là hiện tại chúng ta đang có chương trình quay số trúng thưởng giảm rất là nhiều tiền luôn. Được, hợp lý. Ok, đó là câu hỏi vui của bạn Min TXT. Còn tiếp theo câu hỏi thứ 9 của bạn Tuấn Tu Nguyễn. Chào Ad, em gửi Ad nhiều rồi, Ad trả lời em cảm ơn. Em hỏi là học xây dựng sử dụng G512 có ổn không? Ổn, tất nhiên là ổn rồi, máy dài rất là tốt luôn. Nếu như mà các cái phần mềm như kiểu là AutoCAD này hoặc là Revit ở trên máy G512 thì rất là thoải mái, mượt mà. Bởi vì đây là một chiếc máy gaming mà, chúng ta hoàn toàn có những cái hiệu năng cao đủ để mà sử dụng các cái phần mềm này. Ngoài ra thì bạn hoàn toàn có thể đến với cửa hàng Laptop AZ để có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm này luôn. Đó. Và bạn có nhu cầu cài AutoCAD, Revit để sử dụng thử những cái phần mềm của xây dựng thì vẫn sẽ được các nhân viên hỗ trợ tận tình thôi. Cái đấy thì không phải là vấn đề quá lớn bạn, nên là cứ đến thử trực tiếp trải nghiệm. Chứ nghe bọn mình tư vấn trên này nó cũng khá là mông lung, cũng chưa xác định được 100% là có chạy được tốt hay không. Cái đấy là trải nghiệm thực tế của bạn, thì mình hy vọng là bạn có thể ghé qua cửa hàng để có thể tự tay trực tiếp trải nghiệm về phần mềm lẫn là chiếc máy đó. Câu hỏi thứ 10 của bạn i8BMW nghe rất là sang chảnh. Cho em hỏi là mua Evo Gaming thì có ổn không ạ? Tại thấy máy ngon mà thương hiệu lạ quá, sợ hỏng hóc mà lại còn không có linh kiện thay thế. Tầm khoảng 25 triệu trở xuống thì con máy Ultrabook nào mạnh mẽ nhất ạ? Và phải dùng chip Intel. Evo Gaming thì đúng là một con máy khá là lạ, đến từ thị trường của Mỹ, nhưng mà lại sản xuất của các pháp sư Trung Hoa. Và nếu như bạn mua tại cửa hàng Laptop AZ thì chúng sẽ có bảo hành đầy đủ và hoàn toàn thoải mái thôi, không phải sợ hãi gì cả. Nhưng mà hiện tại thì sản phẩm này cũng sẽ không còn hàng tại thị trường Hà Nội nữa. Đây là một sản phẩm được nhập về khá là nhiều đấy, nhưng mà bán thì cũng hết luôn rồi. Tại vì nó hot quá mà. Rất là hot. Và ngoài ra thì với câu hỏi của bạn là 25 triệu có chiếc Ultrabook nào mạnh mẽ nhất dùng chip Intel, thì mạnh mẽ nhất dùng chip Intel Ultrabook thì có ZenBook UX425 với Intel Gen 11. Và nếu bạn lắp Google Channel vào để chơi thì mình có thể gọi là mạnh mẽ nhất rồi. Cũng khó là trong tầm từ 25 triệu mà chạy Intel và còn Ultrabook mà có hiệu năng mạnh mẽ nhất. Có 7591. 7591 thì cũng hợp lý đấy, nhưng mà cũng là một mẫu máy mà gọi là sách tay, không phải là chính hãng. Đấy, nếu là đang xét trên vấn đề chính hãng thôi. Sách tay chúng ta có nhiều lắm, chúng ta có XPS 9570 cũng là một trong những máy khá là ngon hơn tầm tiền, mà có thể có cái hiệu năng tốt mà lại có cả đồ họ rời luôn mẫu chip Intel đấy. Nhiều cái để chúng ta lựa chọn, cái đấy là tùy bạn lựa chọn chính hãng, thì có ZBook, còn bạn sách tay mình nghĩ là có XPS là hợp lý nhất. Đó câu trả lời bọn mình cho câu hỏi của bạn i8BMW. Câu hỏi thứ 11 của bạn Levi. Giữa Dell G7-7500-2020 với HP Omen 15-2020 thì con nào ok hơn ạ? Em học thiết kế dùng CAD này, SketchUp này, có cả 3D như kiểu là ZBrush, AI, AI, Photoshop và vài bản vẽ 2D, 3D. Ngoài ra thì còn dùng chơi game thì con nào lựa chọn tốt hơn ạ? Có một sự là đọc là ZBrush nhưng mà AI thì phải đọc là AI chứ không phải đọc là AI được. Với nhu cầu mình thấy là bạn Liva này dùng khá là hardcore thì mình nghĩ là 30 triệu, hai em này G7 gần này 5500, G7 7500 và HP Omen thì hai máy đều đáp ứng được tốt nhu cầu. G7 nó sẽ giúp cho bạn làm việc nó hardcore hơn một chút, tại vì là máy nó to dày và nặng,
Thì đấy cũng là một cái phần nhược điểm của chiếc máy này, nó thiếu tinh tế và cái việc là thiết kế chiếc máy này nó to và dày nặng, thế thì cái tính di động của chiếc máy này cũng khó so với HP Omen. Nếu bạn cần một chiếc máy đáp ứng được hiệu năng tốt, đầy đủ, sử dụng mạnh mẽ, cấu hình đáp ứng được những cái nhu cầu như là ZBrush, SketchUp, CAD, vẽ 3D thì nên chọn G7. Còn nếu bạn muốn một chiếc máy thiết kế tinh tế hơn, mỏng nhẹ hơn, tiện dợn, tiện lũng hơn trong quá trình chúng ta sử dụng ấy, thì có thể chọn HP Omen. Đấy là sự lựa chọn của bạn, còn mình là sẽ tư vấn bạn lấy G7, lấy hiệu năng tốt nhất có thể. Còn tiếp theo, câu 12 của bạn Trần Nhuận: tầm 17 triệu thì mua được máy gì dành cho sinh viên để học về đồ họa và chơi game ổn? Có vẻ như là cái khái niệm đồ họa của các bạn nó rất là hẹp, trong khi chung đồ họa của chúng ta nó quá nhiều cái để chúng ta biết được. Đồ họa kỹ thuật, đồ họa 2D, đồ họa làm về 3D, đồ họa về kiến trúc, nó cũng khác nhau rất là nhiều, mỗi ngành một kiểu. Và mình không rõ bạn học đồ họa gì, nhưng với 17 triệu thì mình có cái sự tư vấn nào có thể gọi là đáp ứng được nhiều nhu cầu làm về đồ họa và kể là làm sinh viên chơi game tốt nhất được không? Nếu như mà là bạn làm về đồ họa bình thường thôi, đồ họa 2D chẳng hạn, hay là đồ họa 3D nhưng mà nhẹ nhàng thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu Ultrabook, ví dụ như là ZenBook Q407EQ là một sự lựa chọn rất là toàn năng luôn. Chúng ta sẽ vừa có một cái hiệu năng để mà học đồ họa, lại còn vừa có thể để chơi game nữa. Tuy nhiên, nếu như mà bạn học những cái như kiểu là về đồ họa kỹ thuật, hoặc là học về kiến trúc này, hoặc là học về xây dựng nhưng mà cần phải vẽ kết cấu nhiều này, hay là bạn làm về đồ họa 3D nhưng mà kiểu CAD nặng ấy, thì chúng ta không nên lựa chọn các mẫu Ultrabook, mà có thể lựa chọn một vài các mẫu gaming. Ví dụ như là 17 triệu thì chúng ta sẽ có Acer Nitro 5 bản 2020 cũ, hoặc là MSI Bravo 15 cũng là một lựa chọn khá hay. Thì là chúng ta sẽ có cấu hình là sử dụng GPU rời này, thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc làm về đồ họa 3D hay là những cái đồ họa nặng mà yêu cầu về sức mạnh của GPU. Và là cuối cùng là CAD, CAD thì sẽ có thể chọn mẫu 7510. Thì mình nghĩ là một sự lựa chọn cuối cùng mà anh em nào mà dùng CAD mà tầm 17 triệu có thể sở hữu được. Mà lại còn sinh viên nữa, mà nếu như bạn lấy 7510 thì nó khá là nặng, khó để mà đi học. Nhưng mà 5510 thì mức giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút, cái đấy sẽ phải tùy vào cái tài chính của bạn thôi. Đó là tùy vào tài chính và tùy vào việc là bạn học đồ họa gì và bạn có yêu cầu gì, như là mỏng nhẹ hay là màn hình bé hay là như nào to đấy, hay là khỏe như nào đấy. Và bên trên thì chúng mình đã kể ra được một vài các cái mẫu với tùy theo từng cái trường hợp là bạn thích gì. Mong rằng là qua câu trả lời này bạn có thể lựa chọn được cái mẫu mà phù hợp nhất với cả việc học đồ họa của bạn. Ok. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 13 của bạn Đặng Trung Tín: chọn G14R9 Ryzen 9 đấy với cả 2060 hay M15 để code game ạ? Và có nên đợi hai mẫu này 2021 không? Mong hai anh trả lời. Đầu tiên mình có một cái thông tin cho bạn là G14 đời mới nó sẽ được update lên R9 hay R7 gì đấy, nó chỉ tăng xu nhịp thôi, nó không tăng thêm về số nhân số lượng, thế nên là nó cũng không thực sự quá là nổi bật đâu, nhưng mà nó sẽ giúp ích cho cái nhu cầu của bạn chốt game. Hai mẫu máy này nha thì mình sẽ chọn M15, tại vì M15 dùng rất thoải mái hơn. Máy 15 inch thì tất nhiên là sẽ có cái diện tích hiển thị nó lớn hơn. Ngoài ra thì tản nhiệt của máy cũng sẽ tốt hơn, tại vì M15 năm sau họ sẽ làm tản nhiệt nó sẽ thoải mái hơn một chút so với cả G14. G14 vẫn giữ nguyên cái thiết kế như vậy. Và nói chung là đó là câu trả lời cho bọn mình cho câu hỏi bạn Đặng Trung Tín. Mình nghĩ là lấy là M15 và có thể chờ năm 2021, tại vì là thế hệ mới RTX mới nó sẽ rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Và các bạn hãy lưu ý chờ 2021 nhé. Ok, cảm ơn Duy. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 14 của bạn Hiếu Nguyễn: cho em hỏi là Legion 5 R5 120Hz RAM 8GB thì dùng để học điện tử viễn thông có được hay không ạ? Em dùng học và chơi game LOL, Valorant, Genshin Impact, và nếu như máy này sau khi đi làm thì có ổn không ạ? Em đang học năm 2 và dự tính dùng máy từ 6 cho đến 8 năm. Em cảm ơn. Legion 5 R5 thì là một cấu hình rất là tốt rồi. Nếu như là để mà học điện tử viễn thông, từ Duy thấy từ với một tư cách là một sinh viên điện tử viễn thông nợ khá nhiều tín như mình, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Đầu tiên là nếu nhớ nhu cầu chơi game thì Legion 5 đương nhiên rất là tốt với nhu cầu này rồi. Và để học thôi ấy, nó quá dư. Chúng ta mà đi học điện tử viễn thông chỉ học về cùng lắm là MATLAB, về mấy cái phần mềm nối vi mạch, xong rồi những cái phần mềm mà DJ không, phần mềm quản lý mạng nó rất là đơn giản như kiểu Wireshark, xong rồi mấy cái phần mềm nó rất là nhẹ thôi. Máy như kiểu tôi dùng ThinkPad T45s đời cổ còn dùng được, thế nên là cái nhu cầu học cũng rất là vô tư. Còn để chơi game Valorant, CSGO, Genshin Impact, toàn những game mình chơi thì mình thấy là vẫn ok, vô tư. Mình vẫn đang sở hữu Legion 5, mình vẫn sử dụng nó hàng ngày và nó hoàn toàn đáp ứng được. Còn dự tính dùng máy 6 đến 8 năm nó tùy vào cái nhân phẩm và cái thói quen sử dụng. Đồ điện tử thì cũng không dám chắc được là 6 đến 8 năm nó có bị làm sao hay không, cái đấy là điều chúng ta phải đánh đổi. Cùng với đó là
cái thói quen sử dụng nữa là chúng ta tra kem tản nhiệt, vệ sinh thường xuyên, giữ máy ở nơi khô thoáng, thì đấy là những cái thói quen sử dụng mà chúng ta cần quan tâm. Đấy, đó là câu trả lời mình cho bạn Hiếu Nguyễn, và hy vọng là đến năm 2, năm 3, năm 4 thì bạn không nợ nhiều tín chỉ như mình. Mình học lại khá là nhiều thôi, đó là vui vẻ vậy thôi. Câu hỏi thứ 15 của bạn Chí Đỗ Văn, nên mua bản i7-6600U Vega rời hay là i7-6820HQ không có Vega? Cái này nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của bạn, đúng không? Ví dụ như là i7-6600U có Vega rời nó sẽ vừa chơi game được ok, nó vẫn có thể là đáp ứng được nhu cầu là tiết kiệm pin và có một mức giá ổn. Nhưng mà có một vấn đề như sau, là ví dụ như là anh em nào chạy giả lập, anh em nào mà cốt cần chạy giả lập nhiều, thì i7-6820H mà nó không có cạc rời nó lại rất là tốt, nó lại đáp ứng được nhu cầu. Đấy là tùy vào cái nhu cầu sử dụng. Nếu bạn dùng CPU nhiều thì hãy chọn là i7 đời H. Nếu bạn dùng CPU ít, đúng không, chứ chơi game nhiều, thì bạn có thể chọn i7 với cái Vega rời. Đấy là về nhu cầu của bạn và cái lựa chọn của bạn thôi. Đó là câu trả lời mình cho bạn Chí Đỗ Văn. Cảm ơn Duy. Hy vọng là qua câu trả lời của Duy thì bạn sẽ có một cái sự lựa chọn tốt. Đến với câu hỏi thứ 16 đi của bạn Quang Đỗ. Em mới mua laptop Acer Nitro 5 có 512 SSD. Anh cho em hỏi là có nên phân vùng ổ SSD hay không bạn? Cái việc phân vùng hay không thì nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của bạn nhiều hơn là vấn đề là phân hay không phân. Phân hay không phân nó cũng thế, chẳng khác gì nhau đâu. Nhiều người họ bảo là phân vùng nó sẽ kém ổ, kém đi nên tất thứ như nào, nhưng mà không phải. Bình thường thì mình nghĩ rằng là nên phân vùng ổ SSD, nên phân vùng sẽ để cho cái phần mà win ấy chúng ta cho vào riêng một ổ, để cho và các cái phần khác thì chúng ta sẽ chia làm việc hay là chơi ấy, sẽ vào hai ổ khác nhau. Bởi vì là khi mà chúng ta boost win ấy thì nó sẽ chỉ chạy đến cái phân vùng ổ mà chúng ta chia cho cái ổ win thì thôi. Thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với việc là cả một cái cục thế này và chúng ta đều phải loát hết cả cái cục đấy để mà chạy win. Khá là mất thời gian. Và đó câu trả lời bọn mình cho bạn Quang Đỗ. Câu hỏi thứ 17 của bạn Tân Phan Kim Không Liên. AD ơi, cho em đang dùng con Acer Nitro 5 bản 2020 i7 10750H GTX 1650 Ti. Theo anh thì cấu hình này có đủ để chơi Dota 2 với học tập 4 cho đến 5 năm nữa không ạ? Em cảm ơn. Với tầm giá của Nitro 5 thì mình cũng sẽ cân nhắc một chiếc Nitro 5 với nhu cầu như bạn là đánh Dota, học tập nhẹ nhàng 4 đến 5 năm. Và ngoài ra thì mình sẽ ưu tiên cái bản màn hình 144Hz để có cái trải nghiệm sử dụng chơi game Dota mượt nhất, chơi game eSports nó sẽ mượt hơn. Thay vì là lựa chọn màn hình 60Hz nó sẽ cảm giác nó hơi bị phí, lãng phí một cấu hình nó mạnh như vậy. Và đó câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Tân Phan Kim. Và câu hỏi cuối cùng là câu hỏi của bạn Hồ Trọng Nhân. Nó bảo là TUF FX505DU GTX 1660Ti và Acer TUF A15 1650S hay là 1650Ti, có thể hiểu như vậy thì con nào ngon hơn? Và đương nhiên thì cái về mặt hiệu năng 1650 thì 1660Ti sẽ mạnh hơn là 1650. Và A15 ấy nó sẽ được thay đổi một chút về thiết kế, nó sẽ đẹp hơn. Và đó là một trong những cái nâng cấp hiếm hoi thôi, còn không có gì nâng cấp nữa về cấu hình nhá. Thì mình nghĩ là FX505DU nó vẫn đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu của bạn rồi. Và đó là câu trả lời của bọn mình. Và với mình sẽ chọn FX505DU để chơi game, học tập, làm việc giải trí. Những cái nâng cấp của A15 nó chưa thực sự quá nổi bật để mình đánh đổi một mức hiệu năng nó lớn như vậy. Và đó là câu trả lời của mình cho hỏi bạn Hồ Trọng Nhân. Và đó là tất cả những gì trong video ngày hôm nay. Nếu anh em có những câu hỏi, những băn khoăn gì có thể comment dưới phần bình luận. Tại vì bây giờ có 2 số hỏi đáp một tuần rồi, bọn mình sẽ cố gắng trả lời hết những câu hỏi của bạn. Và hy vọng là sẽ không sót những câu hỏi của các bạn nhé. Nhất là câu hỏi của bạn Cát Ngôn nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel của Lato Gen nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Điện cơ. Xin chào bạn ơi.